À, đây là cô bệnh nhân của bác sĩ Ngọc là chuẩn bị làm cái xét nghiệm, làm cái thủ thuật co biopsy, tức là sinh thiết lõi. Tình huống nào thì mình làm sinh thiết lõi? Đó là những cái tình huống, ví dụ như trường hợp cô này là cổ một cái bướu mà có nghi ác tính, nhưng với cái xét nghiệm tế bào thì là tăng sản không điển hình, tức là nó chưa rõ ràng ở cái xét nghiệm vi sinh thiết tế bào. Thì bước tiếp theo mình sẽ làm cái co, cái độ xâm lấn nó sẽ ít hơn. Thì bác sĩ đang thực hiện cho cổ chính là bác sĩ bệnh viện ung bướu ha. Phòng khám của bác sĩ Ngọc thì với sự hợp tác của nhiều bác sĩ của bệnh viện ung bướu với nhiều chuyên khoa, cái gì bác sĩ Ngọc không có làm được thì sẽ mời. Đây thì đây là cái kim nè các bạn, cái kim thì mỗi bệnh nhân mình sẽ dùng một lần rồi bỏ cái kim luôn chứ không có dùng lại cho bệnh nhân thứ hai. Cái thủ thuật này nó mắc tiền ở chỗ là cái kim, bởi vì mỗi người phải có một kim riêng. Đó là sau khi cái đoạn đầu tiên là gây tê, thì bây giờ bác sĩ đặt cái kim vô là bấm nè các bạn, đó bấm được một mẫu nè. Giờ mình coi cái mẫu lõi nó như thế nào nha. Đó, thấy không? Nó như là một con giun dài dài đó. Đường kính nó khoảng chừng 1 đến 2 mm. Kia mình đem cái lõi này cắm Không không sao, cần không cần thấy đâu. Đó, khi được lõi rồi bác sĩ sẽ bỏ ra, thấy không, nó dài dài như con giun á. Ở trong cái lọ đó là cái lọ sinh phẩm, lọ cồn tuyệt đối. À đâu có, phọc môn đúng không? Phọc một môn. mình tiếp tục như thế mấy nước em. Bác sĩ sẽ lấy khoảng chừng 4 đến 6 lõi ha. Nãy được một lõi rồi đó, là lấy cái lõi tiếp theo ở cái vị trí khác. Quay nhẹ cái màn hình này. Đây. Kim nào. Mình đi vào. Đó, thấy các bạn thấy cái kim đi vòng bướu không? Ừ, đó. À, mình sẽ bắn lõi đây. Rất rõ ha, lõi Ừ. này. Tiếp tục. Đây mình được cái lõi thứ hai rồi Lõi thứ đó. hai này ha. Ừ. À, có đau không chị? Không. À, không đau đúng không? Mình tiếp tục như thế. Rồi bây giờ bắt cái lõi thứ ba ha. Bác sĩ này làm lẹ quá, quay phim không kịp luôn. Bây giờ mình sẽ chạy qua đây, tôi sẽ giải thích kỹ trên màn hình nè. Cái kim là các bạn đó. Đó, các bạn thấy không? Cái kim được đẩy vô tới đây nè, đó một vị trí khác của cái bướu. À, mình được lõi thứ ba rồi, lõi thứ tư rồi hả? Này lõi thứ ba, giờ lõi Ừ. thứ tư này. À, giờ bắt đầu lõi thứ tư nè. Này giờ tiếp tục là mình đi di chuyển qua chỗ khác À. để mình lấy được nhiều cái vị trí bố nhất cho nó chính xác nhất ha. Ừ. Đây. Đó, các bạn thấy không, cái kim xuyên vô dọc chiều dài cái bướu luôn. Thường lấy 4 đến 6 lõi ha, tùy vào cái mức độ mà hoại tử của bướu. Bướu này nó hoại tử nhiều thì mình lấy nhiều hơn chút Ừ. xíu, con nó âm tính giả ha. Đây là cái trục kim ha, đi vào đi. Đó ha, cắt ha, xong. Đấy là mình xem lõi ha. Giờ thì bác sĩ Ngọc giải thích Lõi thứ ở 5. đây đó, ấy đó chưa, trời ơi, quá đẹp luôn, cái Lõi thứ 5. lõi quá đẹp luôn. Mô bướu chứ không phải mô xuất huyết. Thì tóm lại thì tình huống nào mà mình phải làm cái co là những cái tổn thương mà sau khi làm xét nghiệm tế bào mà kết quả nó vẫn còn chưa rõ ràng, và co biopsy thay thế cho cái sinh thiết mỡ. Có một số phòng khám thì chưa có triển khai co thì hay làm sinh thiết mỡ. À, tức là bệnh nhân sẽ có một cái sẹo tối thiểu được cũng phải 2 cm để lấy được cái mô, rồi sau đó phải khâu lại. Nhưng mà với cái sinh thiết này á thì bệnh nhân không có phải chịu đựng cái cuộc mổ tiểu phẫu đó. Và cái này là thuốc tê nó cũng ít thôi, một ống không. Chút xíu siêu thôi nhỏ Ừ, đó, 6 lõi nha, 6 lõi rồi. rất dài.
là cái này là cái mẫu nó sẽ nhiều hơn là xét nghiệm tế bào và thử được luôn hóa mô miễn dịch tất cả ngoài giải phẫu bệnh. Bây giờ 20 hóa mô miễn dịch rồi. Okay.